Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem màn ảnh nhỏ. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại có dịp cùng nhau gặp gỡ và trò chuyện trong chương trình Sự Thật Online số ra thứ hai này. Chương trình được phát trực tiếp trên website suthotonline.com, kênh YouTube cũng như trên mạng Facebook 2 lần trong tháng. Kính thưa quý vị, với tiêu chí tôn vinh những nét đẹp về tinh hoa vốn có của đạo giác ngộ xưa kia, những người làm chương trình luôn mong muốn mang đến cho quý vị khán giả những điều bất ngờ thú vị về đạo Phật, cũng như chia sẻ những mẫu chuyện đời thực về sự giác ngộ phần nào về đạo Phật từ các vị khách mời, cùng những dẫn chứng minh họa một cách rất thực tế và khoa học. Đây cũng là nét đặc trưng mang phong cách rất riêng của Sự Thật Online. Kính thưa quý vị, khi phát sóng chương trình số ra đầu tiên, chúng tôi thật may mắn khi nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi cũng như sự quan tâm của quý vị khán giả thông qua địa chỉ email, kênh YouTube cũng như Facebook. Đây cũng chính là điều khích lệ rất lớn dành cho những người thực hiện chương trình chúng tôi. Trong những ý kiến đóng góp và phản hồi, chúng tôi thống kê được tụ chung lại gồm khích lệ có, động viên có, khen ngợi có và tất nhiên chê bai dè biểu cũng có. Tóm lại, cho dù là lời khen, tiếng chê hay sự khinh khi đi nữa, thì những người làm chương trình chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tất đến tất cả những lời bình luận và ý kiến của quý vị khán giả quan tâm đến chương trình. Bởi lẽ, những điều này đã phản ánh rất đúng cuộc sống này, vốn dĩ luôn tồn tại hai mặt đối lập song song nhau như khen, chê, đúng, sai, phải, quấy, hơn, thua, cao, thấp, trắng, đen, vân vân. Và cũng nhờ những lời bình luận và ý kiến trái chiều từ nhiều phía như vậy đã tiếp thêm động lực cũng như ý tưởng cho chúng tôi để thực hiện tiếp số thứ hai này. Chủ đề ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị khán giả có tựa đề là Chánh Tà. Vâng, đây cũng là một nội dung mà được rất nhiều người quan tâm hiện nay ạ. Cho dù đó là người có đạo hay là không có đạo, đang tu hay là không tu theo đạo Phật. Đến với chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Đầu tiên là chị Huỳnh Thị Thu Lan đến từ thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Xin kính chào quý vị khán giả. Vị khách mời thứ hai là anh Phạm Văn Thoảng, cư ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị khán giả. Xin chào hai vị khách mời ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến hai anh chị đó là, thì anh chị có thể cho chương trình cũng như quý vị khán giả biết là khái quát về hai từ chánh tà được không ạ? Được, xin mời được anh Thoảng trước ạ. À, thuật ngữ chánh tà này từ ngàn xưa đã có rồi. Chắc hẳn quý vị khi còn bé ai ai cũng đều biết hai từ chánh tà này. Thông qua câu chuyện cổ tích như Thạch Sanh, Lý Thông, Tấm Cám, vân vân. Nếu như trong truyện Thạch Sanh, Lý Thông, tất cả đều biết là chàng Thạch Sanh là người hiền lành, chất phác, lương thiện, đại diện cho bên chánh, thì ngược lại, Lý Thông là người xấu xa, độc ác, bất thiện, đại diện cho bên tà. Thì trong chuyện Tấm Cám cũng vậy, tấm đại diện cho chánh và cám là đại diện cho bên tà. Còn trong đạo Phật, nếu Đức Phật tượng trưng cho chánh, thì những đạo mê tín và dụ dỗ con người làm những chuyện mê tín thì được coi là tà. Giống như chị lấy nói lúc nãy, thế giới này vốn là vậy, luôn luôn tồn tại hai mặt song song và đối lập với nhau, trong đó có chánh và tà. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Thế thì cái ý kiến của chị Thu Lan như thế nào ạ? Xin mời chị ạ. À vâng, tôi thấy anh Thoảng đây nói đúng, chánh, tà, khen, chê, phải, quấy, hơn, thua, vân vân. Xét cho cùng là do con người nhận định về một sự vật, hiện tượng nào đó mà thôi. Tôi lấy ví dụ về câu chuyện tắm nói ở trên. Chúng ta cho rằng tắm là chăm chỉ, hiền lành, chất phác, đại diện cho chánh. Thì ở góc độ của bà dì ghẻ, tức mẹ ghẻ của cám, bà ta lại cho rằng tắm là người lười biếng, ngu si, xấu xa, vân vân. Một ví dụ khác trong đạo Phật, những người tu theo đạo Phật, ai ai cũng đều cho rằng Đức Phật là chánh, tu theo đạo Phật là chánh đạo. Nhưng đối với những đạo khác như đạo thần, đạo thánh, đạo thờ lửa, vân vân, bên nước Ấn Độ ngày xưa thì sao? Họ cho rằng Đức Phật là tà ma hay thậm chí là ma vương, là ngoại đạo. Điều đó cho thấy rằng sự vật hiện tượng không có chánh tà, mà chánh hay tà là do tư tưởng của con người phản ánh lên sự vật hiện tượng đó mà thôi. Mỗi người suy nghĩ,
tưởng tượng ra mỗi kiểu khác nhau, không ai giống ai. Điều này cũng tương tự cho đúng, sai, phải, quấy, hơn, thua, vân vân. Tóm lại, khi người ta quan sát, nghiên cứu được thì người ta mới rút ra một quy luật chung những việc đúng sai và chánh tà ở trên là gì chị có biết không? Dạ, tôi không rõ à, thưa chị. Chị có thể giải thích cho chúng tôi và quý vị khán giả biết được không ạ? À, đó là quy luật âm dương ở thế giới này nói riêng và trong càn khôn vũ trụ này nói chung. Quy luật âm dương à, tôi nghe hai cái từ này như nó cũng rất là quen thuộc ở các nước phương Đông chúng ta. Thế mà chung nãy tôi chưa kịp suy nghĩ ra. Đúng như vậy, quy luật âm dương chi phối tất cả mọi thứ từ con người, thực vật, động vật, hành tinh, càn khôn, vũ trụ cho đến những loài nhỏ nhất như tế bào, vi trùng. Thế thì chúng ta thấy đúng, sai, thiện, ác, chánh, tà, vân vân rất nhiều. Nhưng tựu chung được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm đúng, phải, trắng, thiện, chánh, vân vân. Thuộc về nhóm 1 được cho là nhóm dương đi lên. Nhóm 2 gồm sai, trái, đen, ác, tà, vân vân. Thuộc về nhóm 2 được cho là nhóm âm đi xuống. Tuy nhiên không có sự vật hiện tượng nào chỉ thường có nhóm 1 hoặc nhóm 2, mà trong nhóm 2 có nhóm 1, có trong nhóm 1 có nhóm 2. Tức trong dương có âm, trong âm có dương. Sự phân biệt này cũng chỉ mang tính chất tương đối mà thôi. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị ạ. Xin được trở lại là nếu mà nói như vậy á, thì mỗi người có mỗi cái kiểu tưởng tượng trái ngược như nhau vậy, thì cái thế giới này nó loạn hết thì sao ạ? À, như vậy để đáp ứng cái tưởng của con người thì đạo được lập ra nhằm thỏa mãn cái tưởng của con người. Nếu không thì con người tưởng tượng đủ thứ, chẳng biết sợ là gì cả, thì thế giới này sẽ nhanh chóng tan biến. Mỗi đạo đều có cái lý riêng của đạo đó, nên còn gọi là đạo lý. Nếu lấy con người chúng ta làm căn bản thì phải làm tròn nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, gọi chung là đạo lý làm người. Tuy nhiên có một điều tôi xin lưu ý rằng, thứ nhất, tất cả những sự vật hiện tượng bao gồm con người chúng ta, động vật, thực vật đều dựa vào quy luật tự nhiên. Cái gì đi ngược lại với tự nhiên là sai, thì sớm muộn gì cũng bị đào thải. Thứ hai, mạnh được yếu thua, con người hơn động vật là ở cái đầu biết suy nghĩ. Đó cũng là quy luật tự nhiên nơi thế giới này. Thứ ba, khoa học ngày nay phát triển cũng chỉ mô phỏng lại cái vốn có trong tự nhiên mà thôi. Dạ vâng, xin cảm ơn chị ạ. Như vậy thì chánh tà thì nó được phân biệt như thế nào? Xin mời anh Thoảng ạ. À, như chị Lan nói rất đúng. Đó là cái gì cho là chánh thì phù hợp và đúng với quy luật tự nhiên, còn gọi là thực tế. Chúng ta nên phát triển và học hỏi theo hướng này. Còn ta thì đi ngược lại và sai với quy luật tự nhiên, được xếp vào dạng mơ hồ. Chúng ta nên tránh hoặc hạn chế bớt cái theo nhóm này. Mọi thứ chúng ta nên bắt đầu từ thiên nhiên và tự nhiên, lấy đó làm gốc. Tôi nghĩ đó mới là cái chuẩn để phân biệt đúng sai. Ngày nay khi trình độ dân trí con người lên cao, khoa học kỹ thuật phát triển thì chúng ta có điều kiện kiểm chứng cũng như vô phỏng nhiều hơn. Do vậy những gì gần với thực tế, với khoa học thì được nhiều người chấp nhận. Dạ, cảm ơn anh Thoảng ạ. Dạ vâng. Tiếp theo chương trình xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả xem một trích đoạn video clip sau đây. Bây giờ tiếp theo mấy vấn đề hiện quan tâm hiện nay, nó làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Phật giáo Việt Nam, những vấn đề tôi quan sát và thấy được. Vấn đề 1. Các hoạt động tín ngưỡng trong tổ chức Phật giáo Việt Nam mà chưa đúng chánh pháp. Cái này không phải dư luận trong Phật tử đâu, bên ngoài hàng triệu người Việt Nam, bạn bè của tôi, luôn luôn phải hỏi là hoạt động nào là đúng chánh pháp, hoạt động nào là không đúng chánh pháp. Trong năm 2019, là người ta rộ lên hàng trăm hàng nghìn bài báo về chuyện là hoạt động nào là đúng chánh pháp, hoạt động nào là không. Phật giáo Việt Nam sẽ có được hình ảnh uy tín cao hơn nếu làm rõ được cái gì là chánh pháp, cái gì là chưa đúng chánh pháp. Phải có quan điểm rõ ràng chính thức, cái này rất quan trọng đối với 96 triệu người dân Việt Nam. Cái này tôi nghĩ là rất quan trọng. Trên đây là những câu hỏi của nhà báo Lê Nghiêm.
nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, đã đặt ra cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong buổi giảng Kỹ năng xử lý thông tin truyền thông vào cuối tháng 11 năm 2019. Dạ vâng ạ, như nhà báo Lê Nghiêm cũng đã nói thì hoạt động nào là chánh pháp, hoạt động nào là chưa đúng chánh pháp? Đây quả là một câu hỏi không dễ dàng trả lời được chút nào trong bối cảnh Phật giáo hiện nay của nước ta. Một câu hỏi được đặt ra đó là thế nào là chánh pháp, thế nào là tà pháp ạ? Xin được mời anh Thoảng chia sẻ về cái vấn đề này ạ. Vâng, theo tôi chánh là chân chánh, hay còn gọi là đúng theo nghĩa ở trên. Pháp là lời nói, ở đây được hiểu là lời nói của Đức Phật, cũng gọi là lời dạy của Ngài. Chánh pháp tức là lời dạy chân chánh hay là lời dạy đúng của Đức Phật. Còn tà pháp, tà có nghĩa là ma, tà pháp nghĩa là lời nói của ma, tức không đúng lời của Đức Phật dạy dành cho những người tu theo đạo Phật. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn anh Thoảng. Thì hoạt động nào thì là hoạt động đúng chánh pháp và hoạt động nào là hoạt động chưa đúng chánh pháp trong bối cảnh Phật giáo hiện nay ạ? Xin anh chia sẻ về cái vấn đề này rõ hơn ạ. Thì đúng như lời chị nói ở lúc trên, để trả lời được câu hỏi này không phải là dễ. Tôi thấy đạo Phật hiện nay quá ư là phức tạp, thực sự là như vậy. Phức tạp à? Sao vậy thưa anh ạ? Chị thử nghĩ xem, đạo Phật có quá nhiều pháp môn và cách thức tu khác nhau, mỗi vị thầy lại dạy mỗi kiểu khác nhau nữa, thành ra mới phức tạp như vậy. Tôi xin dẫn chứng như sau. Ví dụ có mỗi pháp môn niệm Phật thôi, có thầy lại dạy niệm A Di Đà Phật, có thầy lại dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi có thầy lại dạy A Mi Đà Phật, rồi lại Phật cũng đủ, cũng vậy, đủ thứ lại hết. Ngồi thiền thì đủ kiểu, tôi thật không biết đường nào mà lần. Chưa hết, rồi còn thêm cúng tụng cầu xin, xin xăm bố quẻ, vân vân, thật có quá nhiều thứ. Còn những đạo khác tôi thấy đơn giản hơn. Tôi lấy ví dụ như đạo Thiên Chúa, việc tu tập rất đơn giản, chỉ hết có hai con đường, thiên đàng và địa ngục. Nếu làm đúng theo lời Chúa dạy thì được lên thiên đàng sống, hưởng giàu sang sung sướng đời đời. Còn ngược lại, lại làm không đúng lời Chúa dạy thì bị đọa đày xuống địa ngục. Xin trở lại câu hỏi, hoạt động nào là đúng với chánh pháp, hoạt động nào là chưa đúng với chánh pháp? Thì tôi thấy hoạt động nào mà làm đúng với lời Phật dạy là đúng với chánh pháp. Còn hoạt động nào mà chưa đúng lời Phật dạy thì đó là chưa phải đúng chánh pháp. Dạ vâng ạ, thì vậy cái Đức Phật đã dạy về những gì vậy thưa anh ạ? Đức Phật đã dạy rất nhiều. Trong 49 năm thuyết pháp của Ngài thì Đức Phật đã đi dạy rất nhiều nơi ở trong nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Đã giảng dạy nhiều bài pháp khác nhau, nhưng tựu chung lại không nằm ngoài bốn chữ giác ngộ và giải thoát. Như tôi thấy ở số ra đầu tiên của chương trình Sự Thật Online, có trích đọc bài viết rất hay của Thầy Thích Trung Hữu, đăng trên báo Giác Ngộ vào ngày 4 tháng 7 năm 2020. Tôi nghĩ Thầy là một vị chân tu thật sự, quả thật rất hiếm thấy trong bối cảnh Phật giáo nước nhà hiện nay. Còn những nơi nào giảng xa rời bốn chữ giác ngộ và giải thoát này thì không đúng với chánh pháp của Đức Phật dạy. Cho dù là bài giảng đó có hay cỡ nào, xúc động cỡ nào đi chăng nữa, tôi xin khẳng định là như vậy. Dạ vâng ạ. Vậy làm sao mà anh lại có thể khẳng định được như vậy ạ, thưa anh ạ? Cũng không có gì mà khó. Chị thử nghĩ xem, vì sao Đức Phật không lấy tên đạo A, đạo B hay đạo nào đó mà lấy danh từ là đạo Phật? Nếu chúng ta giải nghĩa được hai chữ này thì chúng ta hiểu lời Phật dạy được 50% rồi đó. Đạo là con đường, Phật là giác ngộ. Đạo Phật có nghĩa là con đường giác ngộ. Chúng ta tu theo đạo Phật có nghĩa là tu theo để giác ngộ. Đó mới là cốt lõi mà Đức Phật muốn dạy ở thế giới này. Còn nếu mà chúng ta tu theo đạo Phật mà không giác ngộ được thì cho dù tu có 100 năm đi nữa cũng làm những chuyện phí công vô ích mà thôi. Thậm chí còn làm những chuyện mê tín thì khổ. Tôi đã có dịp chứng kiến rất nhiều câu chuyện bi hài từ việc mê tín này rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Còn ý kiến của chị Thu Lan như thế nào? Xin mời chị ạ. Thì như anh Thoảng vừa nói ở trên, mục đích Đức Phật lập ra đạo là để chỉ cho chúng ta được giác ngộ như Ngài, chứ không phải đi làm tôi tớ cho Ngài mà cứ đi quỳ lại vãng sinh. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có dạy: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành.
Rồi trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng có dạy Như Lai ra đời cũng chỉ vì một đại sự nhân duyên khai thị con người ngộ nhập Phật tri kiến, tức giúp cho con người nhận được chủng tử Phật nơi chính mình, còn gọi là Phật tánh của mỗi người. Điều tôi muốn nói ở đây là tôi rất hâm mộ và khâm phục những vị thầy xuất gia dám từ bỏ tất cả để dấn thân vào con đường tu học giải thoát. Quý thầy ngoài việc tự độ cho mình mà còn phải mang trên vai trọng trách rất lớn là phải dìu dắt Phật tử đi trên con đường giác ngộ. Một người thầy mà hoàn thành xuất sắc vai trò này thì tôi nói thật, công đức của vị ấy không ai sánh bằng, thật không hổ thẹn khi nhận danh hiệu sứ giả Như Lai. Còn ngược lại, mang danh một người thầy xuất gia từ bỏ thế tục đi tìm đường giải thoát mà hiểu lờ mờ về giáo lý của Đức Phật dạy, thực hành không đến nơi đến chốn, hướng dẫn người khác lệch đường, công đức không có mà ngược lại còn tạo ác đức nữa. Không phải người nào khoác tăng bào mới gọi là chánh, tu sĩ hay cư sĩ hành đúng lời Phật dạy mới gọi là chánh, còn ngược lại không làm đúng thì có thể gọi là tà không? Như vậy tà và chánh không thể hiện qua chiếc áo, vì thế có câu chiếc áo không làm nên nhà tu là vậy. Dạ vâng ạ. Dạ sư, thầy chị có thể giải thích cho chương trình cũng như là tất cả quý vị khán giả ở đây được hiểu rõ hơn về cái từ giác ngộ. Giác ngộ là giác cái gì? Và thì phải hiểu như rõ, phải hiểu như thế nào? Xin chị chia sẻ ạ. Giác ngộ này là từ của Trung Hoa. Tôi xin giải thích hai từ giác ngộ theo tiếng Việt như sau. Giác là hiểu, ngộ là biết. Giác ngộ nghĩa là hiểu biết. Mà hiểu biết cái gì? Hiểu biết từ căn bản đến cao. Thế thì hiểu biết căn bản là hiểu được nhiệm vụ của Đức Phật ra đời chủ yếu để độ cho con người. Chỉ ra mỗi con người đều có Phật tánh. Nếu chúng ta chịu nhận nơi mình có Phật tánh, không tìm kiếm bên ngoài, thì chúng ta đã giác ngộ được căn bản lời của Đức Phật dạy rồi đó. Chính vì vậy mà Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, khi Ngài giác ngộ được cái tinh hoa cao quý nhất của Đạo Phật đó, Ngài đã từ bỏ ngôi vua giao lại cho con để lên núi Yên Tử lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngài đã làm bốn câu kệ mà ai cũng biết. Tu thiền vui đạo hải tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Còn hiểu biết cao là hiểu cấu tạo của con người chúng ta, từ động vật, thực vật cho đến các hành tinh, tam giới nói riêng và càn khôn vũ trụ nói chung, và nắm được quy luật vận hành của chúng. Dạ xin cảm ơn chị ạ. Tôi vừa được nghe hai anh chị chia sẻ về cái từ giác ngộ thì tôi cảm thấy cái nghĩa của nó rộng quá. Thì nó có khó đối với lại người tu và người học Phật không ạ? Xin được mời anh Thoảng chia sẻ ạ. Tôi thấy cũng không có gì là khó. Cái khó là mình không chịu nhận cái vốn có nơi mình, mà chỉ dám nhận những thứ bên ngoài vào mình mà thôi. Tôi xin dẫn chứng câu chuyện. Trong Kinh Pháp Hoa có anh chàng Cùng Tử là con của ông trưởng giả giàu có. Khi ông trưởng giả gần sắp qua đời, muốn giao cho gia tài đồ sộ của ông cho con mình là chàng Cùng Tử. Tuy nhiên anh chàng này lại không dám nhận gia tài của người cha, mà chỉ cam chịu làm người đi hốt phân mà thôi. Qua câu chuyện này, ý Đức Phật muốn dạy rằng là anh chàng Cùng Tử này không ai khác chính là mỗi con người chúng ta. Nơi chúng ta có sẵn Phật tánh được ví như gia tài của ông trưởng giả sẵn có, chúng ta lại không chịu nhận nơi mình có Phật tánh, mà chỉ đi tìm kiếm những thứ bên ngoài, thì có khác nào anh chàng Cùng Tử chỉ thích đi hốt phân bên ngoài mà thôi? Trong kinh Đức Phật có dạy như là đi tìm lông rùa sừng tỏ, là ý muốn nói đến chỗ này nè. Còn về giác ngộ ở cấp độ cao hơn, thì nếu chị có nhiều công đức, có đại duyên, chị sẽ gặp được một vị thiện hữu tri thức chỉ dạy. Lúc đó chị sẽ giác ngộ những thứ mà tôi vừa nêu ở trên. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Hy vọng một ngày gần đây thì tôi sẽ tìm thấy được cái vị thiện tri thức để được học hỏi và chỉ dạy ạ. Nhân đây, tôi cũng xin nói thêm chút xíu về trường hợp của Đức Vua Trần Nhân Tông mà lúc nãy chị Thu Lan có đề cập.
Đối với những người mà còn mê mờ thì uy quyền, chức tước và ngai vàng là trên hết. Chính vì vậy mà đối với những người này thì họ xem việc nhà vua bỏ ngai vàng địa ngọc mà trèo lên núi tu thì quả là một hành động không bình thường. Thì vâng, xin cảm ơn chia sẻ của anh vừa rồi ạ. Xin được trở lại với lại trích đoạn của nhà báo Lê Nghiêm ạ. Thì có nói đến hoạt động tín ngưỡng. Như vậy tín ngưỡng là gì và nó có ảnh hưởng như thế nào đối với lại Phật giáo hiện nay ạ? Xin mời chị Thu Lan ạ. À, tín có nghĩa là tin, ngưỡng có nghĩa là ngưỡng mộ. Tín ngưỡng tức mình tin rồi ngưỡng mộ một đấng hay một vị nào đó. Tín ngưỡng này thuộc về dân gian, tức có từ ông bà ta từ ngàn xưa. Chúng ta nên biết đạo Phật du nhập từ Ấn Độ vào Việt Nam chúng ta hơn 2000 năm. Vì vậy mà đạo Phật và tín ngưỡng dân gian ít nhiều ảnh hưởng qua lại với nhau. Nhiều người tu hàng chục năm vẫn chưa phân biệt được đâu là tín ngưỡng, đâu là đạo Phật. Tôi thấy một số chùa cũng vậy, gom chung, thờ theo tín ngưỡng và thờ Phật chung. Chánh điện thì gom thờ đủ hết. Phật có, tiên có, thần có và có cả thánh nữa. Tôi thấy điều này thật không nên chút nào. Chúng ta phải hiểu rõ những vị mà chúng ta đang thờ là ai. Họ dạy cho chúng ta điều gì, có phù hợp với mục đích của chúng ta không? Từ đó mới đặt đúng vị trí thờ của các vị đó được. À, chị Thu Lan nói đúng đó. Theo tôi, các hoạt động nào thuộc về tín ngưỡng dân gian hãy trả về cho dân gian. Để cho những người không có tu thì họ sinh hoạt theo kiểu tín ngưỡng dân gian. Còn riêng đạo Phật hãy trả về đúng tinh hoa và giá trị vốn có của nó. À, theo tôi nghĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta từ lâu đã nhìn ra được vấn đề này rồi. Việc ban hành ra công văn hướng dẫn để điều chỉnh cho tăng ni, Phật tử hiểu và phân biệt được tín ngưỡng và đạo Phật, tôi nghĩ chỉ là còn vấn đề thời gian mà thôi. Dạ vâng ạ. À, nhưng tôi nghĩ là tất cả các quý thầy đều cũng có thể phân biệt được sự khác nhau giữa cái tín ngưỡng dân gian và đạo Phật nha. À, đồng thời thì họ cũng có thể hiểu, họ cũng biết được tất cả các hoạt động nào là hoạt động nó nghiêng về tín ngưỡng dân gian và hoạt động nào là không chứ. Tuy nhiên ở đây có thể là tất cả các quý thầy có thể là mượn phương tiện về tín ngưỡng dân gian để dẫn dụ Phật tử, để độ họ, để từ từ độ họ, để cho họ hiểu rõ hơn về đạo Phật thì sao ạ? À? Anh nghĩ thế nào ạ? À, tôi nghĩ cũng có thể là các thầy mượn tín ngưỡng để làm phương tiện, để độ Phật tử thôi. Nhưng câu hỏi đặt ra là phương tiện để độ cho họ thì phải giúp cho họ từ từ sáng ra, hay nói cách khác là càng ngày càng hiểu lời Phật dạy chứ. Còn đây tôi thấy là toàn nhiều người cứ quỳ xin khẩn lại từ năm này đến năm khác mà đâu có hiểu lời Phật dạy như thế nào. Tôi còn nhớ trong kinh Đức Phật có dạy 4 phần. Thứ nhất, tu từ tối đến sáng. Thứ hai, tu từ sáng đến tối. Thứ ba, tu từ tối đến sáng. Thứ tư, tu từ sáng đến sáng. Tôi xin kể cho một câu chuyện như sau. Tôi có quen mấy người bạn và các bà bạn của tôi thường đi chùa. Tối nào cũng đi đến chùa gần nhà tụng kinh, chú Đại Bi và kinh Bát Nhã đọc lâu lâu. Nghe rất là hay và chuyên nghiệp. Nhưng khi tôi hỏi ngược lại, Bát Nhã có nghĩa là gì? Kinh Bát Nhã nói về cái gì bà có biết không? Thì bà bạn tôi trớ làm thinh chuyện, trớ qua chuyện khác. Chỉ bảo là đọc kinh rất lợi ích, chứ không biết lợi ích về cái gì, lợi ích chỗ nào. Những người này Đức Phật xếp vào hàng tu từ tối đến tối, thậm chí là tu từ sáng đến tối nữa. Thế thì cái những hoạt động là được xem là chưa đúng chánh pháp theo như cái lời của nhà báo Lê Nghiêm ạ. Tại vì tôi thấy trong đạo Phật nó có rất nhiều hoạt động cúng tụng cầu xin dân sao giải hạn lạy lục vân vân. Những hoạt động như thế này là như thế nào? Chị có biết về nhiều cái hoạt động đó không ạ? Xin mời chị chia sẻ thêm. À, chị liệt kê ra quá nhiều hoạt động, chắc có lẽ phải nhờ anh Thoảng trả lời phụ giúp quá. Tuy nhiên các hoạt động này không thể trả lời chung được. Nhưng sợ thời gian không cho phép, tôi sẽ lướt nhanh qua từng hoạt động. Trước hết là cúng. Cúng gồm nhiều loại cúng như cúng ông bà tổ tiên, cúng quý kỵ, cúng sao, cúng cô hồn, cúng trai đàn chẩn tế, cúng Phật, cúng dường, vân vân. Việc cúng này là của đạo cúng bên Trung Hoa xưa du nhập vào Việt Nam chứ không phải của đạo Phật. Về cúng ông bà tổ tiên, ai cũng muốn và cầu cho ông bà tổ tiên của mình được siêu thoát.
Thế mà hàng năm chúng ta cứ cúng và mời ông bà tổ tiên về ăn hoài. Tôi tự hỏi, đã siêu thoát rồi thì còn về đây ăn chi đồ cúng của chúng ta nữa. Về cúng quý kỵ là tổ chức một buổi đám giỗ ở trong chùa của một vị thầy quá cố đã mất. Nhưng tôi thấy đa số đều làm rình rang, lẳng qua có khi chiếm đến 1/3 chánh điện. Tôi thiết nghĩ, con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Việc nhớ ơn và đền đáp công ơn những người đi trước là một truyền thống đạo đức của người Việt Nam được truyền từ ngàn xưa đến nay. Ngoài ra, ơn thầy, ơn tổ là một trong 4 ơn nặng mà Đức Phật đã từng dạy. Tuy nhiên, thời buổi văn minh lên cao 4.0 rồi, chúng ta làm việc gì cũng phải bằng đầu óc thực tế và khoa học. Thay vì ngồi đó cúng linh đình, phô trương, thì mình nhân dịp này cùng ngồi ôn lại kỷ niệm, nhắc nhở nhau lời của thầy, của tổ, của Phật đã dạy, để rút ra ý nghĩa cao cả, tinh hoa của lời chỉ dạy đó, giúp cho nhau trao dồi thực hành. Thì lúc này tôi nghĩ đây mới là cách nhớ ơn và đền ơn tối thượng nhất trong ngày lễ quý kỵ này. Bởi vì những vị thầy đã mất thì đã siêu thoát hết rồi. Không ai quay lại ăn và hưởng những thức ăn phàm tục của mình đâu. Nếu người đã mất trở về ăn và hưởng dụng thức ăn cúng, thì chẳng lẽ các đệ tử cho rằng những vị thầy đã mất của mình là hương hồn hoặc cô hồn sao? Dạ vâng ạ. Thì không phải là chỉ có lễ cúng húy tỵ không mà trong các chùa hiện nay thì tôi thấy có tổ chức những cái lễ cúng rất là đa dạng, như là những cái hoạt động như là cúng sao, cúng dường, cúng Phật, cúng trai đàn, chuẩn tế ạ. Dạ, xin mời chị Thu Lan cho biết thêm về những hoạt động này ạ. Xin mời chị chia sẻ thêm ạ. Về cúng sao thì như số đầu tiên mà chương trình đã phát mà tôi xem được, khi tôi thấy chị Kim Tiến có giải thích các ngôi sao thực ra chỉ là những hành tinh nước. Khi nước được ánh sáng mặt trời chiếu vào các hành tinh nước đó thì dẫn tới hiện tượng sao lấp lánh. Tôi thấy cũng hợp lý. Trước kia tôi tự thắc mắc rằng các ngôi sao này là cái gì? Nó ở cách xa ta như vậy mà cớ sao con người cứ hàng tháng vào mùng 8 cứ cúng cho nó? Thì hôm nay cũng nhờ chương trình này tôi được hiểu thêm, ngôi sao chỉ là một hành tinh nước, thế mà chúng ta đi cúng lại và cầu xin thì đúng là không có gì để mà nói nữa. Khi chị Lan nói đến đây, tôi nhớ đến số trước trong chương trình Sự Thật Online. Khi tôi nghe đến đoạn chị Kim Tiến giải thích về các ngôi sao chỉ là hành tinh chứa đầy nước mà thôi, tôi liền liên tưởng đến cái bồn nước to ở phía sau nhà tôi. Giờ nghĩ lại, giờ mình cứ lầm bầm đốt nhang khấn vái, cái bồn nước đó nó phù hộ cho mình được bình an, tai qua nạn khỏi. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi nghĩ trước kia mình thật là ngốc á. Còn nói về việc cúng sao giải hạn thì tôi còn nhớ là vào đầu năm nay, năm 2020 này nè, Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Thích Thiện Nhân cũng đã kịp thời ban hành công văn số 16. Nội dung tóm tắt là bảo các hội đồng trị sự của các tỉnh, thành phố hướng dẫn các chùa thực hiện việc tiết kiệm, không đốt giấy vàng mã, rồi tránh mê tín dị đoan, tránh những nghi lễ không đúng với chánh pháp, rồi đề nghị các chùa không dùng các thuật ngữ yếm thế như là giải hạn, dân sao giải hạn, các oan gia trái chủ, vân vân. Khi đọc được công văn này, tôi đánh giá rất cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta trong việc cố gắng phổ biến chánh pháp của Đạo Phật giữa một rừng chùa hiện đang mắc kẹt trong những việc làm mê tín mà tôi vừa nêu ở trên. Nhưng có điều, theo tôi Giáo hội hiện chỉ đang chữa bệnh bằng cái ngọn mà không chữa bằng cái gốc. Cái ngọn, cái gốc, sao lại cái ngọn mà không phải là cái gốc hả thưa anh à? Tôi chỉ là một người bình thường, cũng không dám góp ý kiến đến những vị tôn túc. Tôi chỉ dám nói như vậy thôi, không dám nói thêm. Dạ vâng ạ, tôi hiểu cái suy nghĩ của anh hiện giờ ạ. Vâng ạ. Nhưng mà tôi nghĩ như thế này, tuy là các vị tôn túc nhưng các thầy ấy cũng có trăm công nghìn việc mà. Theo cá nhân tôi thì nếu anh biết thì anh cứ góp ý và cứ chia sẻ đi ạ. Còn việc nghe hay không nghe là do các quý thầy ạ. Biết đâu được các quý thầy đang rất cần những cái ý kiến đóng góp chân thành của anh thì sao ạ? Tôi nghĩ anh đừng nên khiêm tốn như vậy.
Hơn nữa đây là cái chương trình Sự Thật Online. Ở đây chúng tôi là mong muốn chia sẻ những cái gì mà sự thật nhằm tôn vinh lên những nét đẹp của Đạo Phật, cũng như là đóng góp, góp phần xây dựng đất nước chúng ta là văn minh và trí tuệ hơn nữa. Vì vậy theo chúng tôi nghĩ là nếu mà anh có những đóng góp để giúp cho cái sự phát triển của Đạo Phật, tôi nghĩ là anh nên chia sẻ, anh đừng có ngần ngại. Ồ, nếu chị đã nói như vậy thì tôi cũng xin được mạn phép chia sẻ đôi điều góp ý như sau. Kính thưa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính thưa Hòa thượng Hội đồng trị sự Thích Thiện Nhân, vừa qua con có được xem công văn số 16 mà Hòa thượng ban hành vào đầu tháng 1 năm 2020. Cá nhân con thì đánh giá rất cao về Hòa thượng, cũng như quý thầy trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, trong việc nỗ lực xóa mê tín dị đoan, trả lại chánh pháp cho Đạo Phật. Tuy nhiên, khi con đi tìm hiểu thực tế thì các chùa dường như biết rồi để đó, vì họ vẫn chưa ý thức được việc làm của họ là đúng hay sai lời Phật dạy. Rồi nếu làm sai, họ cũng đâu có bị phạt gì. Con xin dẫn chứng như sau. Cũng vào đầu tháng 1 năm 2020, sau khi Hòa thượng Thích Thiện Nhân ban hành công văn trên, thì sau đó báo Tuổi Trẻ cũng có bài viết Giáo hội yêu cầu nhân liệu sẽ hết loạn văn sau giải hạn. Bài báo có trích đăng một số chùa vẫn hoạt động mê tín như cũ, thậm chí là ngay trụ sở chùa Quán Sứ, số 73 Quán Sứ Hà Nội, chính nơi trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn hoạt động cúng sao giải hạn và thu tiền của gia đình người ta nữa. Nếu Hòa thượng không tin lời con, Hòa thượng có thể nhờ đệ tử vào trang Google gõ chữ loạn văn sao giải hạn báo Tuổi Trẻ sẽ hiện ra ngay. Công văn này tôi đã có xem rồi, và tôi cũng có một số ý kiến mà tôi đợi cái cơ hội này đã từ lâu rồi. Thì nhân đây anh có thể cho tôi xin có một chút ý kiến được sao? Mời chị cứ tự nhiên ạ. Kính thưa Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về công văn số 16 hướng dẫn các chùa và tăng ni Phật tử, tôi có một số góp ý như sau. Thứ nhất, về mê tín dị đoan, Giáo hội muốn các chùa không mê tín dị đoan thì giáo hội nên có công văn hướng dẫn và quy định rõ ràng thế nào là mê tín, thế nào là dị đoan, nên lấy các hoạt động mê tín dị đoan cụ thể tại các chùa trong cả nước Việt Nam hiện nay và đưa vào quy định, chứ không nên nói chung chung. Thứ hai, về đốt giấy vàng mã, giáo hội nên phổ biến cho các chùa biết là đốt giấy vàng mã này là phong tục của ai, Đức Phật có dạy phong tục này không, đốt giấy vàng mã này để làm gì, và đốt giấy vàng mã này lâu dài sẽ bị hệ lụy gì. Thứ ba, về chánh pháp của Đức Phật, giáo hội nên phổ biến cho các chùa thế nào là đúng chánh pháp, thế nào là chưa đúng chánh pháp bằng những minh họa, ví dụ cụ thể rõ ràng, chứ không nên hướng dẫn chung chung. Thứ tư, về lệch chuẩn tâm linh, giáo hội nên phổ biến kiến thức cho các chùa về việc lệch chuẩn tâm linh là như thế nào là chuẩn tâm linh, từ đó các chùa mới biết được chuẩn là như thế nào, mới không làm lệch được. Thứ năm, về không dùng các thuật ngữ yếm thế như giải hạn, dân sao giải hạn, các quan gia trái chủ vân vân. Nếu vậy, tôi chuyển đổi dùng các thuật ngữ mạnh mẽ khác như sau thì quý thầy nghĩ sao? Đó, ví dụ, thay vì dùng từ giải hạn thì tôi dùng từ dẹp xui xẻo. Thay vì dùng từ dân sao giải hạn thì tôi dùng từ kết nối trừ tà. Thay vì dùng từ các quan gia trái chủ thì tôi dùng từ độ siêu. Nếu các chùa đồng loạt đổi các danh từ tương tự như vậy thì có vi phạm hướng dẫn của công văn số 16 hay không? Tiếp theo, về chế tài đối với các chùa, nếu các chùa vi phạm hoặc cố tình vi phạm thì bị chế tài hay bị xử phạt như thế nào? Tôi thiết nghĩ phải đưa vào nội quy hay luật của giáo hội cụ thể thì may ra mới có thể hạn chế bớt tình hình loạn như hiện nay được. Đó là điều chân thành của tôi, mong muốn góp ý cùng Hòa thượng cũng như giáo hội. Mong có dịp nào đó quý thầy xem video này sẽ suy xét lại. Trở lại việc cúng, cúng thì có cúng trai đàn chẩn tế,
là cúng bố thí cho cô hồn lang thang vất vưởng, mà tôi thấy có một số thầy còn quỳ lại, đã bố thí mà còn quỳ lại người ta nữa, thì quý vị thử nghĩ xem đây được gọi là gì. Còn về cúng Phật, Phật đâu có ở đây mà cúng, đã là Phật rồi, chẳng lẽ đi hưởng dụng mấy đồ ăn phàm tục của mình hay sao? Đã vậy tôi thấy một số nơi cúng Phật mà chỉ có 3 chén chung cơm và 3 chung nước nhỏ xíu, sao lại hà tiện quá vậy? Như vậy có thực tế hay không? Dạ vâng, xin cảm ơn cái phần chia sẻ rất là chi tiết và rõ ràng của chị. Một câu hỏi được đặt ra nữa là tôi thấy hiện nay thì hầu như tất cả các chùa nào cũng tổ chức tụng kinh. Như vậy thì có đúng với lại chánh pháp của Đức Phật dạy không ạ? Được xin mời được anh Thoảng chia sẻ ạ. Nói về tụng kinh, tụng là đọc đi đọc lại, kinh là lời dạy của Đức Phật. Tụng kinh nghĩa là mình đọc đi đọc lại lời dạy của Đức Phật, cho nhớ và làm theo lời Đức Phật. Đó mới là ý nghĩa của việc tụng kinh. Dạ, vậy tụng kinh thì có đúng với lại chánh pháp của Đức Phật không ạ? Như tôi nói ở trên, nếu việc tụng kinh là đọc đi đọc lại để nhớ và thực hành lời Phật dạy thì đúng với chánh pháp của Đức Phật dạy. Đó mới là chánh pháp. Dạ vâng ạ. Thì tôi thấy thì có một số nơi thì hiện nay thì ngày đêm thì cứ tổ chức việc tụng kinh. Có một cái vài quyển kinh thôi mà họ tụng từ tháng này sang năm nọ. Thì theo anh là dưới góc độ của một người nghiên cứu và thực hành đạo Phật từ nhiều năm á, thì anh thấy thì cái vấn đề như thế nào ạ? Ngày xưa kia thì anh có đi tụng kinh không anh ạ? Nhắc đến đây thì tôi thật mắc cỡ với mọi người. Dạ, sao vậy anh ạ? Thì là vì trước kia hàng đêm tôi vẫn đem kinh ra tụng và thuộc lầu lầu. Tôi rất tự hào về khả năng nhớ, đọc và tụng kinh của tôi lúc đó. Wow, hay vậy anh. Bây giờ anh còn tụng kinh không ạ? Mà sao lại mắc cỡ? Hiện nay tôi đã không còn tụng kinh lâu rồi chị ạ. Sở dĩ tôi mắc cỡ là vì lúc đó tôi chỉ cứ biết đọc tụng mà thôi. Dạ. Thầy tôi dạy tôi là con cứ tụng càng nhiều càng tốt, rất lợi ích cho con trong cuộc sống hàng ngày. Thế là tôi chỉ biết chăm chỉ đều đặn hàng ngày dành thời gian vài tiếng để tụng trước bàn thờ Phật của nhà mình. Cho tới một ngày tôi mới vỡ lẽ ra. Sao vậy anh ạ? Tình cờ tôi gặp một anh bạn lâu năm. Chúng tôi cà phê, cà pháo rồi chia sẻ với nhau về công việc, chuyện gia đình. Và tất nhiên việc tu hành tụng kinh của tôi hàng ngày, tôi cũng hăng hoan chia sẻ cho anh bạn tôi biết. Anh bạn kể cho tôi nghe một câu chuyện, đó là có một bệnh nhân đến khám phòng mạch của một ông bác sĩ nọ. Đầu tiên, vị bác sĩ ấy đo khám sơ cho bệnh nhân về tim và phổi. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ mới hỏi bệnh nhân: anh tên gì? Nguyễn Đức An, bệnh nhân trả lời. Anh bao nhiêu tuổi? 32, bệnh nhân tiếp tục trả lời. Anh bệnh gì? Tức ngực. Bác sĩ quay qua sang bảo trợ lý: tức ngực, aspirin 7 viên. Còn bệnh gì không? Bác sĩ hỏi. Nhức đầu, bệnh nhân trả lời. Thế là bác sĩ tiếp tục quay sang trợ lý của mình và nói: nhức đầu, Panadol 7 viên. Còn bệnh gì nữa không? Đau hai vai. Bác sĩ lại lần nữa quay sang trợ lý và nói: đau hai vai, Alexan 7 viên. Xong bác sĩ hỏi tiếp: anh còn bị gì nữa không? Bệnh nhân lắc đầu. Bác sĩ bảo: như vậy tôi cho anh toa thuốc 7 ngày, anh về mua thuốc uống theo toa. Ở đây tôi không bán thuốc. Sau 7 ngày anh quay trở lại gặp tôi. Thế là 7 ngày sau, bệnh nhân ấy tiếp tục đến gặp bác sĩ lần nữa. Sau khi làm thủ tục đo và khám sơ bộ, bác sĩ hỏi: sao, bệnh tình của anh hôm nay thế nào? Đã khỏi bao nhiêu phần trăm rồi? Bệnh nhân lắc đầu. Một bác sĩ bảo: không hết phần nào sao? Bệnh nhân bảo: không, tôi vẫn bị vậy, không hết phần nào cả. Hằng ngày tôi vẫn đều đặn làm theo toa của bác sĩ ấy. Bác sĩ ngạc nhiên: sao kỳ vậy? Tôi chữa là hết mà, cái sao anh lại không giảm bệnh phần nào? Anh có uống thuốc như hướng dẫn của tôi không? Bệnh nhân lắc đầu. Bác sĩ quát lên: trời ơi, tôi bảo anh mua thuốc uống sao anh không uống? Chứ anh nói làm đều đặn hàng ngày theo toa đơn của tôi. Vậy anh làm cái gì? Anh nói tôi nghe coi. Bệnh nhân liền đáp:
Dạ, thì hàng ngày tôi lấy toa thuốc ra đọc tên bác sĩ rất thuần thục, rồi tên các loại thuốc mà bác sĩ kê, tôi đọc thuộc lòng luôn. Đến cả ngủ tôi thấy hiện toàn là tên thuốc và chữ chạy răng răng trong đầu luôn. Nhưng mà sao tôi thấy vẫn chưa khỏi. Bác sĩ liền thốt lên: "Trời ơi là trời, tôi kê toa thuốc, bảo anh về mua thuốc uống, anh không chịu mua mà uống, giờ đem toa ra đọc tên tôi hàng ngày, bộ anh muốn tế sống tôi hay là gì?" Bác sĩ tức quá, quay qua liền rút sợi dây gần đó, bảo bệnh nhân cầm lấy và cột vào tay mình. Bệnh nhân cột xong ngạc nhiên hỏi lại bác sĩ: "Ông bảo tôi cột tay ông làm gì thế?" Bác sĩ hỏi: "Tôi là gì?" Bác sĩ, bệnh nhân trả lời: "Tay tôi đang bị gì? Bó tay." "Thì đó, bệnh kiểu như ông thì bác sĩ như tôi bó tay rồi. Đầu của ông tôi thấy ấm ấm rồi. Thôi tôi làm đơn chuyển cho ông sang chợ quán giúp tôi." Dạ vâng, cái câu chuyện mà anh Thoảng vừa kể quả đúng là rất là hài hước đúng không ạ? Vâng ạ. À, khi ông bạn kể cho tôi nghe câu chuyện trên, tôi liền giật mình. Trời đất, người bệnh ấm đầu trong câu chuyện ấy nào có khác là tôi lúc bấy giờ. Bất chợt tôi liền tỉnh thức và không đem kinh ra tụng hàng ngày nữa, mà chỉ cố gắng đọc hiểu và thực hành theo lời Phật dạy trong kinh mà thôi. Dạ vâng. Dạ. Khi anh Thoảng đây kể xong câu chuyện bệnh nhân ấm đầu, tôi chợt nhớ một mẫu chuyện mà Đức Phật có dạy trong kinh Tương Ưng Bộ 4, phẩm Tương Ưng Thôn Trưởng. Câu chuyện như sau: như có một người lấy một tảng đá lớn ném xuống một hồ nước sâu, rồi một quần chúng đông đảo tụ họp lại cầu khẩn tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng: "Hãy đứng lên tảng đá lớn, hãy nổi lên tảng đá lớn, hãy trôi vào bờ này tảng đá lớn." Thì theo chị, tảng đá ấy do cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do tán dương, hoặc do chắp tay đi cùng khắp này có thể nổi lên hay trôi dạt vào bờ không? Dạ không, mà không thể nào mà có chuyện đó xảy ra được đâu ạ. À, đúng vậy. Nếu tụng và cầu mà được thì Đức Phật tụng và cầu cho 500 người trong dòng tộc của Phật không bị chết rồi. Đức Phật đã không làm chuyện đó vì Đức Phật hiểu rõ quy luật nhân quả nơi thế gian không cách nào tránh được hết. Nhân đây, tôi xin có đôi lời nhắn nhủ trong chương trình. Ngày nay tôi rất tự hào về nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến, với truyền thống yêu nước, đoàn kết, anh dũng, kiên cường chống giặc ngoại xâm từ ngàn xưa. Nếu như đầu tiên Ngài Kinh Dương Vương là người đầu tiên lập ra nước Xích Quỷ, tên đầu tiên của nước ta, rồi sau đó chính hậu nhân Lạc Long Quân và Âu Cơ đã lập ra nhà nước Văn Lang. Ngài Lạc Long Quân và vợ được xem là rồng và tiên trên trời xuống. Chính vì vậy mà trong lịch sử nước Văn Lang còn có tên gọi là nước rồng. Người nam nước rồng gọi là Long Nam, người nữ nước rồng gọi là Long Nữ thời đó. Và rồi hàng loạt những chiến công hiển hách của những anh hùng dân tộc ngày xưa, như là Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống quân Hán, Lý Nam Đế thì khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Lương, rồi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, Lý Thường Kiệt thì đánh bại quân Tống, Quang Trung thì Nguyễn Huệ dẹp tan quân Xiêm và quân Thanh sang xâm lược nước ta, vân vân. Trong đó không thể kể đến chiến công hiển hách của đức vua Anh Minh Trần Nhân Tông, người đã lãnh đạo quân dân nhà Trần hai lần đánh bại quân Nguyên Mông hùng mạnh sang xâm lược nước ta. Điều đó cho thấy nước ta có một truyền thống lịch sử vẻ vang và đáng tự hào. Và đặc biệt, năm nay là một năm rất đặc biệt đối với lịch sử của Việt Nam nước ta. Đặc biệt như thế nào ạ, chị thưa anh ạ? À, năm nay là năm 2020 đúng không chị ạ? Dạ đúng rồi chị ạ. À, vậy thì chị giúp làm phép toán trừ giúp tôi là năm 2020 trừ cho 1010 ra bao nhiêu ạ? 2020 mà trừ 1010 thì nó bằng 1010 luôn ạ. Ồ, đúng là thực trùng hợp á, anh nhắc thì anh nói thì tôi mới biết rồi. Nhưng nó có sự kiện gì đặc biệt anh hả? À, cách đây là đúng 1010 năm. Dạ. Tức đúng vào năm 1010. Chị có biết năm đó là nước ta lúc bấy giờ có sự kiện gì đặc biệt không?
Dạ, như đây là cũng phải là năm mà vua Lý Công Uẩn, tức là vua Lý Thái Tổ ban chiếu dời đô từ Hoa Lư, là tức là Ninh Bình ngày nay á, sang thành Đại La, tức Hà Nội ngày nay không ạ? Trong lịch sử thì nó vẫn ghi cái sự kiện lịch sử này. Có phải ý là anh đang muốn nhắc đến cái sự kiện này không ạ? Ờ, đúng như vậy đó chị. Quyết định của vị vua lúc bấy giờ đã phản ánh khát vọng của nhân dân về một dân tộc độc lập thống nhất, đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt trên đà lớn mạnh. Thì đúng 1010 năm sau, năm 2020 này nè, các thế hệ hậu lai của nước Đại Cồ về xưa cũng đã giỏi giang và sắc bén không kém. Cách đây vài tháng, tôi tưởng nước Việt Nam cũng giống như thế giới bị nhấn chìm trong đại dịch Covid-19 của nhân loại đầu năm 2020 này nè. Tôi tự nhủ với các bạn tôi, phàn này chắc tiêu rồi. Nhưng không, Việt Nam với sự lãnh đạo tài tình của đảng, sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, cùng sự sâu sát nhân dân của chính phủ, Việt Nam đã vươn lên trên thế giới để tuyên bố là một trong những nước phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất, khiến cả thế giới phải ngã mũ mà thán phục. Điều này khẳng định qua lời phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong việc phòng chống dịch Covid-19. Tinh thần chống dịch như chống giặc, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch, mỗi người dân trong vùng dịch là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch. Thủ tướng đã nhấn mạnh và liên tục chỉ đạo tinh thần mọi người như thế. Điều này càng thể hiện tinh thần đoàn kết theo truyền thống của cha ông Tinh Nhuệ, kiên cường bất khuất chống giặc dịch, thể hiện sự sắc bén của đảng và nhà nước cùng toàn dân đoàn kết. Trước đây chúng ta nói chống dịch như chống giặc, bây giờ chúng ta nói mỗi gia đình trong vùng dịch sẽ được pháo đài và mỗi người dân trong vùng dịch sẽ được chiến sĩ trên pháo đài ấy để ngăn chặn có hiệu quả, để không có dịch lan rộng ra cộng đồng. Tôi nghĩ Việt Nam mình quá hay trong việc này. Tôi thật sự thán phục và khâm phục. Dạ vâng, anh phân tích rất hay, một con số rất là toán học và rất là thú vị đấy ạ. Dạ. Nhưng mà tôi vẫn còn một điều hết sức băn khoăn về vấn đề này. Dạ, băn khoăn à? Có gì vậy ạ thưa anh ạ? À, tôi thấy chính phủ ra chỉ thị cho toàn dân phải kiên cường chiến đấu với giặc dịch như vậy. Thế mà có một số chùa vẫn cố tình tổ chức vận động Phật tử tập trung cầu nguyện cho dân hết dịch Covid. Điển hình như chùa To ở Quảng Ninh, hay ở trong miền Nam có chùa ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đang khi nhà nước chủ trương như vậy mà lại tập trung đông người, tổ chức một đoàn cả 15 chiếc xích lô diễu hành xung quanh khắp ngõ đường tại thành phố Hồ Chí Minh để chào mừng lại đại lễ Phật đản. Tôi đặt trường hợp chị là người đứng đầu nhà nước, chị nghĩ sao về vấn đề của vị thầy và ngôi chùa chủ trương hành động này? Ừ, rồi cuối cùng nó như thế nào, nó sao ạ? Thì tôi thấy tin tức đưa lên là vị thầy này bị nhắc nhở nhẹ thôi. Ừ, chỉ là nhắc nhở nhẹ thôi nè. Thì đó, tôi nghĩ những người đại diện cho Tăng Bảo là người đại diện cho Đức Phật để truyền chánh pháp cho mọi người. Thế mà lại có những hành động lan truyền việc quá cuồng tín vào người dân. Trong khi đó, đường lối lãnh đạo của đảng và nhà nước là rốt ráo cách ly tập trung. Thế mà mấy thầy lại coi thường, nghĩ là cầu nguyện sẽ hết. Nếu cầu nguyện mà hiệu quả thì bỏ khẩu trang ra cầu nguyện, chứ cầu nguyện mà đeo khẩu trang thì tự mâu thuẫn với chính việc làm của mình rồi còn gì. Hãy nên nhớ, chúng ta nên rút kinh nghiệm hết sức thực tế và sâu sắc từ việc tập trung đông người trong tổ chức tôn giáo từ một nước láng giềng đã xảy ra trước kia để lấy đó làm bài học. Đang khi dịch bệnh Covid khó lường, tôi nghĩ là người xuất gia hay tu tại gia đi nữa cũng phải nên chấp hành chủ trương của đảng và nhà nước đã đưa ra. Như vậy mới góp phần giúp cho xã hội được trật tự, an ổn và văn minh. Còn cầu nguyện mà hết dịch Covid ư? Đừng ma mị đầu óc của người dân và Phật tử nữa. Tôi kịch liệt phản đối. Tôi cũng có đôi điều băn khoăn, chăn trở với chương trình. Dạ vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ạ. Theo tôi nghiên cứu thì đạo Phật du nhập vào nước ta hơn 2.000 năm, được coi như hơi thở cũng như máu mủ của người dân Việt. Đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc Việt qua bao cuộc chiến tranh để giữ gìn nền hòa bình và độc lập như hiện nay. Hình ảnh ông Bụt, tức Đức Phật, là một cái gì đó thiêng liêng cao quý, khó ai sánh bằng trong đầu óc và tâm hồn của người dân Việt ngày xưa. Thế nhưng ngày nay hình ảnh của Đức Phật dường như đã dần phai mờ trong tâm khảm của chúng ta.
Nếu như không muốn nói là giảm sút nghiêm trọng trong thời buổi công nghệ khoa học kỹ thuật vượt bậc như hiện nay, tôi xin dẫn chứng, cách đây chưa đầy một tháng, có một tờ báo, tôi xin không nhắc tên ở đây, đã có đăng những hình ảnh biếm họa về đạo Phật, bao gồm Đức Phật và các chùa, xem chùa như một nơi kinh doanh, bôi nhọ danh dự của Đức Phật nói riêng và đạo Phật nói chung. Rất may là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những động thái tích cực, bắt họ phải rút lại bài viết trên và xin lỗi công khai trước công chúng. Đây là điều mà tôi đánh giá cao giáo hội, một tổ chức lãnh đạo phải quyết đoán, kịp thời và sâu sắc như thế. Tuy nhiên, khi nghiên cứu kỹ và tìm hiểu nguyên nhân thì tôi thấy còn đọng lại một số điều, đó là vì sao tờ báo ấy, một tờ báo nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh mà lại đăng biếm họa về đạo Phật như vậy? Họ dựa vào đâu để đăng như vậy? Thưa quý vị khán giả, thưa chương trình, khi tôi tìm hiểu kỹ thì thấy họ đã làm không đúng mà cũng chẳng sai. Dạ, không đúng mà thì phải sai chứ, chứ sao là chẳng sai vậy? Sao là tôi thấy nó mâu thuẫn mà. Chị có thể nói rõ hơn về cái vấn đề này được không ạ? Tại vì tôi nghĩ là cái vấn đề này không đơn giản đâu. Nó ảnh hưởng đến cả niềm tin tôn giáo luôn chứ không phải thường đâu ạ. Tôi không nói ngoa đâu. Tôi đã cân nhắc trước khi nói. Tôi xin phân tích như sau. Thứ nhất, báo ấy không đúng là ở chỗ họ đã có những hình ảnh mỉa mai xúc phạm đến một đấng thiêng liêng, ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo của cả dân tộc, đúng như chị nói. Điều này quả thật không đúng. Thứ hai, tờ báo ấy không sai là ở chỗ báo ấy cũng có căn cứ. Tôi nói ở đây là nói sự thật, dẫn chứng từ trong kinh ra bên ngoài thực tế. Vậy chị Vân ạ, chị cứ tiếp tục đi ạ. Ông bà ta thường nói không có lửa sao có khói, tất cả đều do nhân quả. Đây là sự thật. Hiện tờ báo ấy đề cập đến hình ảnh của Phật giáo trong mắt họ như vậy không phải là không có lý do. Nguyên nhân là ở đâu? Tôi xin dẫn chứng cụ thể các nguyên nhân. Hình ảnh của Đức Phật dần bị các đệ tử của Ngài đem đi kinh doanh, người ta gọi là buôn thần bán thánh, đem Ngài làm bình phong trong việc kinh doanh, tổ chức đám cưới, đám ma, cầu siêu, vân vân. Rồi còn một chùa ở Đà Nẵng còn tổ chức múa sexy chào mừng lễ Phật đản nữa. Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip dài gần 5 phút ghi lại cảnh một nữ vũ công mặc hở hang nhảy trên sân khấu mừng đại lễ Phật đản ở Đà Nẵng khiến nhiều người bức xúc. Để Đức Thích Thông Đạo, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng xác nhận, clip trên được quay vào tối ngày 29 tháng 5 trong chương trình mừng đại lễ Phật đản tại chùa An Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Theo giải thích của trụ trì chùa An Hải, trong chương trình văn nghệ mừng lễ Phật đản đã được tổ duyệt, không có tiết mục nhảy múa sexy nói trên, mà thay vào đó là tiết mục múa Ấn Độ do một bé 10 tuổi trình diễn.
Tuy nhiên, mẹ cô bé đã tự ý thay đổi tiết mục đột ngột do phần tử đảm nhiệm chương trình văn nghệ sơ suất, không bám sát chương trình nên không xử lý kịp. Tôi thiết nghĩ nếu đã nói là bất ngờ ngoài dự kiến thì tại sao nhà chùa không cho dừng ngay tiết mục múa sexy này mà lại để xem đến hết chương trình luôn? Rồi nữa, như vụ chùa Ba Vàng năm ngoái, mỗi năm chùa thu hàng trăm tỷ đồng, hàng chục năm trời mà chẳng lẽ không ai hay biết, nếu không nhờ các báo phanh phui sự việc thì không biết sẽ đến bao giờ. Một số chùa thì thường xuyên tổ chức ca múa, nhảy hát khi tổ chức sự kiện, làm mất đi vẻ trang nghiêm thanh tịnh nơi chốn thiền môn. Ồ, đúng đó chị. Hôm trước tôi tình cờ đi uống cà phê bàn công việc với đối tác thì bắt gặp được hình ảnh mấy thầy ngồi quán cà phê hạng sang. Tôi có chụp lại được. Rồi bữa khác tôi bắt gặp một thầy đập hộp iPhone khai trương điện thoại cho người ta nữa. Báo chí đăng hà rầm luôn. Ui cha. Đó, đâu phải chỉ mình tôi nói, anh Thỏn cũng vừa mới chứng minh đó thôi. Rồi một số chùa thì chánh điện giác toàn bằng vàng, rồi chơ chẽn đến nỗi kêu gọi Phật tử đừng phí tiền mua nhang đốt mà hãy để dành tiền đó cúng dường cho chùa, cho quý thầy. Có thầy khi đụng chuyện thì có thầy lòi ra 200-300 tỷ tiền công đức đòi hoàn tục lấy vợ. Rồi nữa có thầy vừa làm giám đốc của một công ty kinh doanh thực dưỡng, vừa làm thượng tọa của một chùa ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Tôi tự hỏi, trong mấy trăm giới tỳ kheo cũng như nội quy ban tăng sự và hiến chương của giáo hội Phật giáo, làm gì cho phép một người xuất gia kinh doanh mà còn làm giám đốc nữa chứ? Tôi nói có sách mách có chứng, tại sao không thấy giáo hội đến xử lý ông thầy và cái chùa này, rồi mấy ông thầy Covid mà lúc nãy anh Thoảng vừa nêu ở trên nữa. Chính vì vô số những câu chuyện dở khóc dở cười trên mà vô tình làm cho hình ảnh của đạo Phật bị lệch lạc đi trong cái nhìn của người khác, dẫn đến xuyên tạc biếm họa. Còn rất nhiều câu chuyện thực tế đau lòng mà tôi chứng kiến được. Tuy nhiên xét cho cùng, đây là những con sâu làm rầu nồi canh mà thôi, chứ không phải là hình ảnh của giáo hội cũng như của đạo Phật. Tờ báo ấy đã vơ đũa cá nắm, quả thật là điều không phải, và dư luận cũng như giáo hội đã lên án. Nhưng tôi nghĩ để tránh tình trạng này lặp lại, tôi đề nghị giáo hội Phật giáo Việt Nam phải xử lý triệt để những trường hợp điển hình mà tôi đã nêu ở trên, cũng như những trường hợp khác tương tự xảy ra tại các chùa hiện tại, để xây dựng lại hình ảnh của Phật giáo Việt Nam sáng đẹp. Nếu không, việc làm trên của giáo hội chẳng khác nào lấy đá đè cỏ, khi bỏ hòn đá ra, cỏ vẫn sống và vươn lên đó thôi. Người ta xin lỗi trước mặt mình, chứ có xin lỗi sau lưng mình đâu. Cách nghĩ của người ta như thế nào mình đâu thể ngăn cản được. Vì vậy, với lời góp ý chân thành nhất, giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta phải nghiêm khắc hơn, cũng như ban hành những hướng dẫn và quy định cụ thể, có biện pháp chế tài rõ ràng, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý thật nghiêm minh. Để thực hiện việc này, thiết nghĩ giáo hội cần phải ra một chuẩn chung thống nhất từ giáo hội trung ương đến cơ sở, như thế nào là mê tín, thế nào là chánh tín, chánh pháp là sao, tà pháp là thế nào, giống như bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục ban hành vậy đó. Thống nhất từ Bắc chí Nam, các trường, các lớp, các giáo viên và các học sinh đều áp dụng đồng loạt, thống nhất với nhau, từ đó sẽ không còn tình trạng mỗi thầy tưởng tượng để giảng theo mỗi kiểu, như thế mới dẹp loạn được như hiện nay. Có như vậy, hình ảnh đẹp của một đạo Phật ngày xưa sẽ dần trở lại trong con mắt những người tu hay không tu theo đạo Phật. Trong kinh có câu, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mình làm việc sai trái, trách chi người xuyên tạc. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là sâu sắc và rất là chân thành từ của chị Thu Lan cũng như là anh Văn Thoảng. Đến đây thì chương trình cũng đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn hai vị rất là nhiều ạ. Kính thưa quý vị, nếu như ngày xưa việc dựng nước đã khó thì ngày nay việc giữ gìn đất nước bình yên và phát triển lại càng khó khăn gấp bội.
Vậy nên, tôi thiết nghĩ hơn bao giờ hết chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, kết hợp kinh nghiệm truyền thống đánh giặc của cha ông ta xưa để lại, cùng bản chất tinh nhuệ, kiên cường của con người Việt Nam cùng nhau bảo vệ Tổ quốc. Muốn vậy, mỗi con người chúng ta phải tự trang bị cho mình một bộ óc khoa học và thực tế, đặc biệt là không mê tín. Chính mê tín dị đoan là kẻ thù đáng sợ nhất của dân tộc. Khi sự mê tín đã len lỏi và ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân, thì kẻ thù không cần đánh mà chúng ta cũng tự thất bại. Đây chính là thuật xâm lược nước khác của các nước lớn. Chúng dùng tôn giáo đi đầu nhằm nhồi sọ vào đầu óc người dân nước nhỏ. Những điều mê tín làm đầu óc họ lu mờ, để rồi họ tự tay dâng nước mình cho bọn giặc. Bởi lẽ, không có nỗi sợ nào hơn nỗi khiếp sợ kẻ thù. Không có tủi nhục nào hơn là tủi nhục mất nước. Nước mất, nhà tan, người người lầm than. Cách đây hơn 2.500 năm, giáo lý Đạo Phật ra đời nhằm đem đến hòa bình cho nhân loại, giúp con người bớt mê tín. Do vậy, Đạo Phật được xem là tinh hoa của nhân loại thời đó. Thế nhưng, trải qua biết bao thăng trầm của dân tộc, cũng như thời gian, thì Đạo Phật ngày nay cũng mất dần đi tinh hoa ấy. Vậy nên, chúng ta hãy cùng xây dựng, mà nói đúng hơn là cùng nhau lấy lại nét đẹp của một tôn giáo mà đã đồng hành hơn 2.000 năm cùng bao người dân Việt. Hay nói cách khác là cùng nhau lấy lại danh dự cho một bậc toàn năng toàn giác mà chúng ta thường hay gọi ngài với tên gọi rất thương thương, ông Bụt. Đó cũng là tiêu chí mà những người thực hiện chương trình của chúng tôi luôn muốn hướng đến. Kính thưa quý vị, hoạt động nào là hoạt động đúng chánh pháp, hoạt động nào là hoạt động không đúng chánh pháp mà nhà báo Lê Nghiêm đã nêu ở trên thì không phải tôi, không phải hai vị khách mời, cũng không phải quý vị khán giả có thể trả lời được, mà chính những vị thầy có trách nhiệm trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới có được câu trả lời chính thức cho 96 triệu dân Việt Nam biết được bằng những hành động thiết thực của mình. Giá như quý thầy trong giáo hội cùng ngồi lại, quyết tâm hơn nữa trong việc gìn giữ chánh pháp, kiên quyết dẹp trừ những trường hợp đã làm ảnh hưởng đến danh dự của Phật giáo nước nhà, thì không có cớ sự xảy ra như những trường hợp nêu trên. Kính thưa quý vị, chương trình rất sẵn lòng nhận mọi ý kiến đóng góp của tất cả quý vị, cũng như những gợi ý về các chủ đề tiếp theo của chương trình Sự Thật Online. Rất mong mọi sự đóng góp ý kiến từ nhiều góc độ khác nhau, để mong muốn sao cho chương trình ngày được tốt đẹp hơn, vì mục đích lấy lại hình ảnh của một chánh pháp Đạo Phật xưa kia, vốn đã bị lệch lạc sau hơn 25 thế kỷ. Mọi thư từ và đóng góp ý kiến xin được gửi về địa chỉ email sự thật online 2020@gmail.com hoặc qua kênh Facebook facebook.com/suythotonline hoặc qua kênh YouTube youtube.com/suythotonline. Còn bây giờ, chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.